Anh hai chuẩn bị đánh một giác lưới nữa nha, bắt thêm bầy cá hú. Cá hú bữa nay đi quá nhiều quá nha, cá bự không. Cố gắng mình thừa thắng xông lên. Cứ lên, cứ lên anh nè. À, bây giờ nước nhóm rồng rồi, bắt đầu mình đi kéo lưới ở nhà ơi. Quyết định bắt cá sấu với cái cày bự nha, cho cổ đẹp ghê đâu. Nó ban đêm là mình phải thả, mình để thêm cái đèn này nè. Ủa nãy chị hai bổ lưới hay chị hai quăng lưới vậy? Mày chạy máy cho xíu hả? Đỡ thừa nữa. Rồi, nhà mình lên lưới cả nhà ơi. Hy vọng như lời anh hai nói, nay mình bắt cái cày với lại cái số bự đi. Nay khai trương con cá sấu bự 10 kg cho hoành tráng cả. Ủa nè. Rồi. Dư gốc rồi cả nhà ơi. Ủi đi, cái này có cá nè. Hy vọng là vậy. Vô 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 vô. Ôi giời ơi, đang ngủ cả nhà ơi. Ôi lên luôn chưa? Lên cá à? Vậy hả? Nhưng mà nó còn bị dướng đúng không? Trời ơi, con cá đó nó tròn quay như trái chanh luôn rồi kìa. Ủa như trái banh, như trái chanh vậy. Ừ, nó tròn quay luôn. Rồi, được con bẹt ghê rồi cả nhà ơi. Con này cũng tầm 2 kg mấy rồi. 2 kg hơn được. Con này chắc con cái quá à. Cái dốc của nó tròn quay. Cá này giống cá tối tạp sảy. Trời ơi ghê vậy anh. Sao mà không ngắt cái đuôi á? Ngắt cái đuôi làm dấu. Khai trương con cá cày á nhà ơi. Đang dướng mà. Ủa rồi ủ tiếp hay sao? Ủa gỡ con cá này ủ tiếp luôn hả? Wow wow. Ủa giờ Phan nó tắt máy nghe, còn quay xuồng lại nó vậy đó. Dạ rồi, dạ rồi. Ờ, quên nó mở đục cả nhà ơi. Đúng chéo rồi nha. Chích mẹ, sao anh? Đây đục được. Đúng rồi, ok. Rồi, khai trương một con cá cày. Lưới luôn đi. Rồi, ok, ok. Rồi, để mỗi chai, mỗi chai.
sao nó quay lưới lại, quay xuồng lại. Rồi ok ok. Tính ra con cá đó nó không có chạy thoát khỏi anh hai ta. Hôm qua sảy anh hai dính lại ha. Ê cá gì nữa kìa. Ờ cá nhỏ. Con đó cũng 10.000 hả chú ơi. Chưa rồi. Được con cá kè nhỏ thế nè. Bơi rồi. Đó 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 đó. Trời ơi hai nó nghe hồng nữa chứ. Nó lên tới mặt nước nó kêu ha. Thêm con cá chày nữa là cả nhà. Cá bự bự rồi, cá này bự rồi nè. Cũng ký mấy gần 2 kg. Con nói chắc không hơn 2 kg nổi đâu. Nè, bắt đầu anh hai quăng cá vô đục cho cả nhà xem nha. Để quấn phi đao mà. Dạ. Anh hai là tiểu lý phi đao của chị hai đó. Gì đâu mà. Rồi kêu tôi tiểu lý phi đao mà ổng không quăng luôn rồi kìa. Không. Thôi, thêm đi con cá chày cả nhà. Vô đục. Hôm qua lưới 4 phần mà dính con 4.6 mà. Bữa nay lưới tắt 3 dính con cái chục ký mới vừa hết chị hai. Được không? Được. Được không? Ôi rồi. Mới thấy chị hai nói được rồi. Chứ thường thường nói rồi đó bả nó không được. Lúc trước chưa chặt tiền giờ đang chặt tiền. Có vụ đó nữa hả? Trời trời. Giờ nói cá bự phái lắm không? Lên cái bự hỏi nó vui không? Bình thường. Cái này ai bình thường á? À? Ừ bình thường à. Bữa nay nhà mình đi kéo lưới đêm đi cả nhà, giờ này tầm 1 giờ khuya rồi đó, cho cả nhà xem nha. Giờ này 12 giờ 58 phút, 59 phút luôn nè cả nhà. Đúng rồi, giờ này 1 giờ khuya rồi cả nhà ơi. Mệt hả chị hai? Có cá chị hai gỡ hay hết mệt cho coi nè. Lên cá hơi. Trời ơi giờ này kêu lên cá hơi luôn. Cái này kẹt tiền lắm hay gì kêu kêu cá dữ không? Kẹt tiền rồi lên cá hơi. Trời ơi. Cá sủ 10 kg. Lỡ mình ướt rồi mình ướt cho 10 kg luôn chị hai. Đủ pin luôn. Bữa nay cá sấu đực mà 10 kg. Ghê chứ. Thử coi có con sấu đực đó giờ 10 kg nó ra làm sao. Dạ, cá sấu đực 10 kg bán cũng được 3 triệu mấy ha ta. Có cá hú vậy chứ chị hai bà muốn hú rồi đó. Bà kéo bà không hú luôn rồi đó. Anh hai nói coi có cá hú này chị hai. Ủa còn cá hú không ba xa nó kêu khác không mà ông nói không chắc ông. Ghê hả? Nếu mà anh hai gịch lưới mà cá nó giặt lưới nó chạy là mình hay gì là cá bự. Còn mấy cá nhiều. Thầy không ông? Chứ giờ này khuya tôi cũng nghi lắm mà. Giờ này khuya thiếu ngủ mà. Ù tai qua mắt. Có không? Chắc chắn như đinh trong cột người ta. Rồi. Quá trời hú luôn nè. Dưới gì vậy? Trời, đánh cây hả? Trời ơi. Đánh trà, đánh trà. Chưa, chưa, chưa.
Chờ em phụ cho, nắm đây thì gỡ rồi. Gỡ đi. Chết rồi nè. Chị hai nắm nó đi, em buông cái này em nắm lại. Thơm. Cái gì? Thơm. Thơm lắm hả? Ôi. Cây này đang trong quá trình phân hủy rồi cả nè. Cây còn tươi á, cái nên thấy cây khô thì nó không hôi bằng. Trời ơi. Làm chi? Trời trời, kiểu này nghi dữ à. Thấy mà thấy chị á. Hồi mày cắm đầu xuống sông giờ nè. Nghe trời lời ống. Gì? Nghe lời ống mày chào mày thôi. Bởi vì ông mới có mình thấy cái chồng ở đây liền chứ anh ơi. Mình thấy cá lên rồi mới hấp dẫn. Không sao không sao, con mình có vỏ mà chú. Con dữ lắm à. Tính ra cái điện thoại này chiến đấu quanh liệt chứ. Mốt em mà YouTube em có nút bạc là em thưởng cho nó cái huân chương luôn á. Ừ. Ủa cái chống nước luôn đi. Nhưng mà thưởng cho nó huy chương cái đã. Bởi vì cái điện thoại này nó chiến đấu với mình suốt bao nhiêu năm nay các bạn ơi. Nó rớt nước cũng mấy lần rồi. Nó cũng đi tới trung tâm bảo hành hấp mấy lần rồi cả nhà. Trung tâm bảo hành hấp hành mấy lần rồi. Điện thoại hấp hành. Mọi người ủng hộ đi cho mình có cái nút bạc đi mình tặng cái huân chương cho cái điện thoại này luôn. Mà công nhận thương nó ghê ta. Nó bị vậy mà vẫn xài được. Dữ thiệt. Mọi người cứ tưởng tượng đi, ở giữa sông Tiền. Vụt tay rớt xuống. Phóng theo. Phóng theo cái mình mà nó xuống nước nó lạng á cái nè. Vậy mình hên, nói chung là cũng may mắn mình chụp được nó. Sáng hôm sau đi hấp hành đó. Về nó hoạt động bình thường. Trời ơi. Bởi vậy nói mấy người mà thiếu ngủ mà thức khuya á, mình cũng không có tin tưởng được như hai ha. Nói cũng ớn lắm. Bởi vậy em nói. Cái nào lên cá thì hay. Ù tai qua mắt. Nãy nó nghe cái ba xa cá hú gì cái kêu nữa chứ. Trời trời. Nói như đinh đóng cột luôn. Ra đây kiếm con cá sấu bự đi. Khỏi hú, khỏi gì á. Khỏi hú của ba sa chứ. Mong mà con cá sấu bự lên là mình đủ chỉ tiêu ngày hôm nay rồi cả nhà ơi. Đủ chỉ tiêu khuya nay. Thức khuya cũng cực. Mà được cái khuya thì trời mát ha, đỡ. Chỉ được cái không khí nó mát rồi mình kéo đỡ thôi. Chứ kéo cái sự nặng nhặt thì cũng y gan như ban ngày thôi cả nhà. Ủa ban đêm mà cũng đổ mồ hôi hả trời? Trời hả? Hôi dư mà. Ừ. Hai đang ướt chân à. Hôi dư mà. Trời hôi dư. Gì hả? Ơi cá cày cá cày. Trời ơi cá cày ra giữa sông. Cá cày nó ra giữa sông luôn cả nhà ơi. Lộ qua đây hả? Rồi, thêm được con cá cày. Chỗ ông ở, không ở đâu. Nó bị đuổi quá trời, lấy gì hả? Đi ngược quá trời, ngược rồi lấy gì hả? Mời huynh bữa nó mót nghỉ vừa rồi. Rồi, vô đục. Mời nó cho mình.
ăn cá bự. Chiều mai hả? Tới cuối lưới mà vẫn còn dính ăn con cái cày nó hết hả? Cục đá chú ơi. Rồi, mình vô. Kéo xong ta lưới rồi cả nhà. Chín cục đá cả nhà ơi. Được không? Có người Vĩnh không? Hay qua em Vĩnh? Rồi, rồi, giờ mình vô tới bờ rồi. Giờ mình bắt cá ra cả nhà. Này, giác lưới này được mấy cá cày rồi. Cũng có tiền. Kệ. Cũng đỡ. Cũng có nhiều bữa mình đi không được như vậy đó cả nhà ơi. Nó có mấy con gì cũng có tiền rồi nè. Với lại được cái giác lưới trước á, mình có cá ba sa, cá hú cũng nhiều. Giờ mình để chung mấy con này vô cái gọng của mấy ba sa kia luôn. Sáng chị hai gom đi bán lượt. Giờ mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.